Hi, Mr. Bật lên. Nó sang công bằng đợi thì lên nhá. Đây này, đấy. Kêu. Nhưng mà nó lại không dè như thế nữa. Tối đã mai. Quan trọng là không bị dè. Quan trọng là rất tối nữa. Kêu. Tối mình cho bé mà. Lại bị gián đoạn á. Mạng yếu ấy. Alo, mọi người nghe thấy gì không? Đây, konbanwa. Minasan, konbanwa. Đây rồi. Bạn Hòa đây rồi. Konbanwa. Ôi, hôm nay nghe như lạnh đỡ rồi đúng không? Nó hơi rè tí, chả hiểu tại sao. Chào ở đây. Chào đây này. Hello. Nói to rồi đây. Nghe rõ rồi anh chị ơi. To hơn một chút nữa. Chưa lên nhỉ? Gì? Được rồi thế nhá. Chiến đi. Vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Nhìn gì cần gì nhìn định được đấy à. Vậy là chúng ta sắp bước vào kỳ thi vào tháng 12 năm 2016. Chúng ta cùng nhau điểm lại kỳ thi tháng 7 năm 2012 vừa rồi. Sau khi kỳ thi tháng 7 năm 2016 kết thúc thì có rất là nhiều thí sinh lên Facebook than phiền rằng trời ơi 85 điểm hẹn kiếp sau, và rồi họ khóc. Và một bạn tên là Ngô Nguyễn rồi chat với một tin nhắn đúng không, message là đắng lòng các bạn ạ, thật đau khổ. Ngoài ra có hai bạn gì nhỉ, share một vài cái thông tin của mình đăng lên, share cái thông tin liên quan đến những bài học á, nhìn là không ăn thua rồi, bạn En Trung Lồn này đúng không, và một bạn nữa là Ga Hun này, xin chúc mừng bạn đã sai gần hết, thật là đáng tiếc đúng không. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? 85 điểm làm sao để cộng thêm 10 điểm bây giờ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải xem clip này. Ok. Mọi người nhớ xem từ đầu đến cuối. Clip này sẽ được 10 hoặc là 15 điểm hoặc là 20 điểm, mình vẫn còn chưa biết nữa. Nhưng mà gì nhỉ? Nó sẽ giúp các bạn tránh những cái từ vựng mà chúng ta thường hay bị sai nhất. Ok. Vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. À không, trước khi làm bài thì chúng ta cùng nhau điểm lại những cái từ liên quan đến từ vựng của kỳ thi tháng 6 năm 2016 vừa rồi, tháng 7 năm 2016 vừa rồi, đúng không? Mình có những từ như thế nào nhỉ? Chẳng hạn như trong câu thứ 9 có một từ đó là Nigete. Nigete, chữ Hán là chữ Hán này nhá, Nigete. Chạy trốn đúng không? Tiếp theo Seiseki. Đúng rồi, Seiseki. Thành tích. Thành tích, đây là chữ Hán này đúng không? Tiếp theo Sakana o yaite có nghĩa là gì nhỉ? Nướng cá đúng không? Nướng cá, nhớ chữ Hán này phải có lửa nhớ. Nướng cá, ok. Tiếp theo Mawasu. Mawasu là vòng quanh đúng không? Vòng quanh đúng không? Tiếp theo khoanh tròn. Khoanh tròn, khoanh tròn được, ok. Tiếp theo 13 là gì đây? Kidoku là chữ Hán này nhá. Kidoku nghĩa là gì nhỉ? Ghi chép lại. Ghi chép lại nội dung đúng không? Tiếp theo Josa. Josa có nghĩa là gì nhỉ? Những lên xe. Lên xe. Lên xe theo thứ tự, các bạn nhìn thấy không? Chữ này chữ nô được đúng không? Đọc là Josa. Ngoài ra còn vài từ nữa sao? Ví dụ từ
Advice là gì cô giáo? Advice nghĩa là lời khuyên. Lời khuyên. Tiếp theo, challenge gì? Challenge gì là thử thách, thách thức bản thân. Đúng đó. Rồi, thử thách. Tiếp theo, Ryuko. Ryuko nghĩa là gì nhỉ? Mình lưu hành một cái việc gì đó được lưu hành, thịnh hành. Thịnh hành đúng không? Chữ hán này đọc là gì đây cô giáo? Kotowaru. Đúng rồi, kotowaru là từ chối. Để cho các bạn nhớ. Kotowaru. Tiếp theo, OCE. À không phải OC, mà nó sao lại OC nào nào. OC này bỏ một chữ y chúng ta sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Tiếc. Tiếc quá đúng không? Chẳng hạn khi các bạn đang xem bóng đá chẳng hạn đúng không? Thằng kia sút, Công Vinh sút vào, không vào, OC. Là tiếc đúng không? OC được nhé. Mất thì anh. OC. Tiếp theo. Kizu. Kizu là gì? Kizu nghĩa là vết thương, chảnh xước chẳng hạn. Tayoru. Ví dụ mình sẽ đặt một câu như này. Anata wa otona da kara oya ni tayotte wa ikemasen. Tayoru chỗ này nghĩa là gì nhỉ? Mình phụ thuộc vào ai đó. Đúng không? Bạn không được gì? Phụ thuộc vào lớn rồi không được phụ thuộc vào bố mẹ. Ukkari này kiểu dáng. Ukkari rất hay đi với câu mà ukkari wasurete shimaimashita. Đúng rồi, quên khuấy đi mất. Quên khuấy đi mất. Tiếp theo, umai. Umai là gì nhỉ? Đồ ăn có thể ngon này hay là gì nhỉ? Cái gì? Ai đó Nihongo ạ. Umai có nghĩa là gì nhỉ? Giỏi đúng không? Đừng đập lát anh ơi. Bé quá không nhìn được. To mà. Bạn bật to màn hình lên. Ok. Hai. Để cho màn hình to lên. Cho to lên to lắm rồi. Anh ấy nói chậm rồi, anh dạy nhanh lắm. Tự nhiên nói rồi. Không, cái bài này em mới còn bao nhiêu câu á. Không sao đâu. Không, cứ từ từ cũng được. Nói từ từ bọn nó nghe. Sao nhanh vậy thấy? Đây là mình đang điểm lại một vài cái thông tin trong cái bài học trước thôi mà. Không có gì cả. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta 3 nhá, của GLPT. Đầu tiên sẽ những câu như sau. Câu số 1 mình sẽ cùng nhau giải nhá mọi người nhá. Câu số 3 này. Cô giáo. Tên là gì đây? Chữ này Noboru à? Chữ này Yama à? Leo núi đúng không? Một cái từ leo núi này thì sẽ đọc là gì nhỉ? Thozan. Đúng rồi. Sẽ có nhiều bạn sẽ bị phân vân nữa là không biết là Thozan hay là Thozan ですね. Touzan hay là Thozan. Cái nhớ từ này nhớ nhá. Thozan này không có trường âm. Đó không có trường âm. Hai nhá. Không có trường âm. Yeah, không có trường âm. Câu này sai rồi. Ok. Tiếp theo. Các mọi người nhìn kịp không? Hay hay là câu số 2 này. Hay. Tiếp tục. Mọi người có nhìn được chữ gì không nhỉ? Nihongo no shuto. Shuto wa Tokyo desu. Thủ đô của Nhật Bản là Tokyo. Cái chữ thủ đô nhá, đây là một loạt những cái bài mà chúng ta hay bị mắc về giữa trường âm âm ngắn và âm dài đúng không? Thì nhớ nhá, chữ thủ đô. Shu không có trường âm là shuto. Shuto đáp án số. Đây, shuto janakute shuto. Ok, đáp án số 2. 1 2 ở đây xài. Ok. Thấy chưa các bạn nhớ nhá, không có trường âm shuto desu. Tiếp theo. Hay tsugi desu ne. Tiếp theo là một chữ này, các bạn chữ này quá quen thuộc rồi đúng không? Du lịch rồi đúng không? Chữ du lịch này bình thường mình đọc là điều cô đúng không? Nhưng mà ấy điều cô gì? Điều nhưng cô. Nhưng mà nhiều lúc mà đi thi có khi là gì nhỉ? Mình có thể là do tâm lý, nhiều bạn lại rất là cuống cuống quanh số 4 chẳng hạn đúng không? Số 4 là Ryoko, không đúng nhá. Ryoko không đúng, không có trường âm đấy. Nhớ này, Ryoko trường âm nằm ở chữ cô thôi, còn chữ điêu không có nhá. Ryoko đáp án số 3. Đáp án số 3. Ok nhỉ? Lại 4 nhỉ? Nhờ đáp án. Thấy chưa? Nên là từ giờ bây chúng ta sẽ để một chút các bạn làm cùng nhau được không? Một chút nhìn nhá. Được rồi. Ok. Hai. Đáp án số 3. Số 4 nhiều quá. Ba nhá. Câu này là số 3 nhá, Ryoko. Rồi, ok. Hai, tiếp này. Câu tiếp theo. Chữ này mọi người điền đáp án mấy đấy nhỉ? Nhanh. Điền đáp án nào. 5 4 5 3 4, 2 1 đáp án số 3. Số 3. Yes. Chữ Hán này bình thường sẽ là một động từ. Nếu một động từ okoru. Okoru nên là các bạn thường tưởng tượng nó là okori. Tuy nhiên không phải, khi mà chúng ta nhìn thấy thế này danh nó từ. Có nghĩa là danh từ thì phải đọc là ikari, tức là sự phẫn nộ. Khi đi theo một dạng từ. Các bạn nhớ chưa? Phẫn nộ. Sự phẫn nộ của cá đích hay là Sonoku này đúng không? Frieza đúng không? Cứ đập bàn đâu vậy? Đấy. Được chưa nhỉ? Đáp án 4 bà. Số 4 là không được đâu nha. Đấy. Tiếp nhá, câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Đáp án mấy đây? Cho đấy. 5 giây để suy nghĩ. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Chữ phẩm và chữ vật nào? Phẩm vật. Phẩm vật. Âm ghép của nó chữ kia là thường chữ phẩm. Thường thì các bạn đọc chữ này là hin đúng không? Xong rồi bứt sự. Chữ này bứt sự đúng không? Nếu như là hin bứt sự à? Nào. Không phải. Cái này là cách đọc đặc biệt. Các bạn chọn đáp án 4 nữa cơ. Đáp án của chúng ta đáp án số
tập hợp thì điền như nào đây? Cái âm thứ nhất âm tập là gì nhỉ? Shugo nè, Shugo. Shugo. Mày quen quá rồi đúng không? Quen rồi. Nghe nghe mình Shugo. Cả hai đều có trường âm nhá. Shugo đáp án số. Đáp án số 2. 2 ok. Shugo. Tập hợp đúng không? Shugo. Tiếp nào, câu tiếp theo. Ừ. Được không nhỉ? Mình nhìn được đây nhưng mà không biết mọi người nhìn màn hình không? Em thử qua xem màn hình được. Mình đang bị đưa. Không đi nào nào, không lưu à? À đây, đây, đây. Thấy chưa? Thấy siêu chưa? Đó, à, siêu go được rồi đấy, à, vẫn được mà. Nhưng mà tối lắm nhỉ? Không sao, không sao. Đi làm nào bây giờ, mang cái kia xuống. Cái em đừng lấy nữa, để đấy. Để đấy nó rơi xuống thì sao? Ok chưa mọi người? Nhận đồ bốn hạt đầy sao? Okay. Đó, em đừng... Nhớ đâu nó rơi bụp phát xuống đấy sao? Không sao. Nhớ đâu anh đập màn hình sao? Nhưng mà em bảo không sao. Để đây này, để đây. Để đây, để đây cả này. Rồi. Không đưa góc một cái chút. Nặng quá. Đây. Đây rồi. Ok. Thôi bỏ qua đi. Trực tiếp che hết gì đấy. Thế á? Chữ like mà che mất rồi. Chết rồi, thì các bạn như thế nào, các bạn vuốt màn hình nhá. Nhìn xem nào. Thế à. Mình lỡ làm như thế này rồi, không để ý rồi. Các bạn quay ngang màn hình ra, các bạn quay ngang màn hình ra thì sẽ nhìn thấy. Các bạn quay ngang màn hình ra nhá. Các bạn nhớ chưa? Thì sẽ nhìn được. Nhưng mà thấy rồi, mọi người sẽ không bấm được ấy, không bấm được các bạn. À được đúng không? Được. Mọi người nhớ quay ngang màn hình ra rồi chúng ta theo dõi tiếp nhé. Được chưa nhỉ? Đến đây xong chữ Shugo rồi. Bây giờ chúng ta quay sang tiếp câu tiếp theo nhá. Trên thầy nhỉ? Đấy. Nào, câu này chọn đáp án nào. Câu này cái hôm mà gì nhỉ? Mình cho một lớp làm đề ở trên lớp đúng không? Gần như tất cả các bạn đều sai. Vì các bạn chọn từ... Đều chọn cái này đúng không? Warami ですね. Tuy nhiên. Vì vậy hôm nay mình cho vào đây. Nhớ này. Hoho Emi. Đáp án số 1. Đáp án số 1. Ừ. Cái hoemi. Hoemi là gì đấy thầy? Hoemi á là mỉm cười. Nó bằng với lại nico nico. So was ne. Nico nico suru. Ừ. Hoemi. Ừ. Được chưa nhỉ? Mọi người nhớ từ này nhá. Hoemi is ne. Ok. Tiếp. Từ tiếp theo. Từ tiếp theo. Đây. Bạn xem đi. Cho mọi người 2 giây để làm nhá. Nhanh. 2 1 hết giờ. Hay đáp án. Làm mấy bây giờ? Làm mấy đây? Ừ. Có nhìn đáp án các bạn không? Một mà cái này đang bị lỗi vẫn ở bên trên như này. Hay. Đáp án chúng ta sẽ đáp án mấy nhỉ? Nin gì đây? Ninzu ấy, đáp án 4 được chưa nhỉ? Đáp án 4. Số 4. Ok. Ninzu có nghĩa là số lượng người được chưa nhỉ? Số lượng người nhớ ninzu nhá. Hay. Shirase, hãy cho tôi biết cái số lượng người tham gia shuseki. Shuseki vào buổi party. Party ですね. Nghe. Hay, ok, tiếp này. Tiếp theo. Hay. Hay. Cái chữ này ban đầu vừa đầu giờ thầy nói rồi đúng không? Đó là có rồi đúng không? Những hành khách lên xe hay lên tàu điện bất kỳ cái gì cũng được, chúng ta sẽ có từ nô lệ và từ kẻ cự đúng không thầy? Hành khách đúng không? Hay ghép zo. Với nhau sẽ là âm này đọc là âm zo, ok? Còn âm bên cạnh là kẻ cự nó thì đọc là zo kẻ cự. Hay. Ok, đáp án đúng là đáp án số 3. Zo kẻ cự. Nhiều đáp án 3 4 1 sai hết rồi. Tối nhỉ. Hay, tiếp theo. Tối. Tiếp theo nhá. Em cầm cái đèn xuống. Đây rồi. Tối. Nhá. Mọi người phải đợi bảo Yuko mang cho nó. Yuko ơi. Ây da, Yuko sẵn. Em ơi, chị nhờ tí. Trời đất. Đây rồi. Câu này cho các bạn làm đây. Ăn mấy đây? 1, 4 nhiều thế 3. Ôi giời ơi. 1. Không khóa. Em vừa khóa. Đây này. Cái đèn to tròn tròn. Tối quá. Đây rồi. Quý cá. Em cắm sâu vào nhá, xong rồi nhá. Đây, đáp án cuối cùng của chúng ta là gì đây cô giáo? Đáp
đáp án của chúng ta là nên điều. Nên điều đáp án 4. Ok. Nên điều có nghĩa là gì? Nhiên liệu. Nhiên liệu. Chữ nhiên okay. và chữ liệu thôi. Nhiên liệu. Okay. Nên điều. Đấy. Các bạn nào sai nhớ chưa? Còn phải xem lại nhớ chưa? Ừ. Chúng ta bước vào câu tiếp theo. Tiếp theo chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ thân phải không nhỉ? Ừ. Thân đúng không? Bình thường sẽ là oya, khi mà đi thành danh từ sẽ là kewashi có phải không nhỉ? Kewashi là gì nhỉ? Hiểm trở. Kewashi hiểm trở. Đấy. Kewashi là gì đây? Là chi tiết. Chi tiết. Kewashi là cây cú. Và đáp án cuối cùng shitashi là thân. Shitashi là thân thiết đúng không? Thân thiết. Okay. Tập hợp những người bạn mà thân thiết với gia đình và gì nhỉ? Tổ chức buổi lễ kết hôn rồi gì nhỉ? Đúng rồi. Hay. Okay. Mọi người làm đúng không đấy? Tiếp nhá, câu tiếp theo. Chữ này là chữ gì nhỉ? Kaze o chấm chấm suru tame ni. Cái gì bây giờ? Để dự phòng, chữ dự phòng. Dự phòng, dự phòng. Dự là bao giờ không bao giờ có trường âm nhớ chưa? Dự không bao giờ có trường âm nên là chữ này yo. Yo sai. English ga? Không có trường âm. Nên vì đáp án của chúng ta là Yobo. Yobo nhớ chưa? Không phải yoho, không phải nhớ chưa? Đáp án yobo. Nhớ là yobo nhá, là gì nhỉ? Phòng tránh bệnh cảm cúm nhá. Đấy. Mọi người đều làm hết kìa. Đấy, tiếp nhá, câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Đây rồi. Cảm ơn kia. Các bạn đợi mình tí nhá. Đây này. Sáng lên rồi đây. Được rồi. Ok. Cảm ơn em. Có sáng không tí nào? Có sáng. Ui nhiều mũi quá. Bốn. Cái gì đây? Nhiều đáp án này. Bốn. Judai này, Judai này. Không phải rồi. Sai hết. Đáp án của chúng ta là đáp án Judai. Judai. Judai là tắc đường. Ôi trời tắc đường. Ví dụ như câu này đúng không? Con đường mà tôi thường đi, chữ này thô được, con đường mà tôi thường đi bị tắc, đúng không? Ok. Nên là tôi sẽ đi bằng con đường khác. Đáp án đáp chúng ta hai nhớ chưa? Jutai. Các bạn đọc cùng mình nào. Jutai. Jutai. Ok, Jutai. Ok, Jutai được nhé. Đấy, tiếp theo. Tiếp theo nào. Đây chữ này này. Cái gì đây? Đây là cái chữ này là cái gì đây? Đây là cái vách đá. À ngày xưa người ta sống hay là sống ở trong vách đá đúng không? Rồi thì cái sàn nhà đúng không? Người ta sẽ làm bằng gỗ đúng không? Ừ. Em nhìn thấy. Nó nhìn thấy. Ok. Gỗ đúng không? Ừ. Thì đáp án của chúng ta là yuka. Ok, yuka sàn nhà. Sàn nhà này. Ok. Hai tiếp theo chữ này là chữ trong một từ là chữ chokin ですね. Chokin đúng không? Chokin có nghĩa là tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền đúng không? Âm nó đọc một mình nó sẽ là từ gì đây thầy ạ? Chữ này là tameru. Tameru ですね. Tameru. Nhớ này, okane o tameru bằng với chokin suru có nghĩa là tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền. Các bạn nhớ nhá, đây là bộ sò nghĩa là tiền nhớ chưa? Tiền thì cất ở trong nhà này, đây trong nhà đúng không? Trong giải đinh. Giải đinh tiết kiệm tiền nên là gì nhỉ? Để trong nhà không giải đinh ra, không cho trộm vào. Ok. Hai. Tiếp theo, okay. Tiếp theo. Đáp án. Đáp án tham mê được em vừa nói rồi. Tham mê tê. Thì được đúng không? Ấy. Ta có câu tiếp theo. Chữ này là chữ gì nhỉ? Sono mise no, sono mise wa ten in no chấm chấm warukatta no de. Chữ này là chữ Thái và chữ Độ mọi người ạ. Thái cái độ. Từ này một từ đặc biệt đúng không? Vì âm Hán của nó rất là gần với tiếng Việt của mình. Thái độ luôn, thái độ. Nên đáp án số. Thái độ. Thái độ ですね. Thái độ. Độ là không có chữ âm rồi. Đáp án số 1. Ok chưa nhỉ? Đáp án số 1 nhá. Như này sai hết. Nghe. Hai. Đấy. Tiếp câu tiếp theo. Tiếp theo. Ok, câu tiếp theo. Em qua được màn hình. Sao cứ phải bấm con chuột này nhỉ? Em qua được màn hình. Đấy. Em có bị ngồi xa xa ấy. Em phải vào. Ngồi ở đây. Ok, tiếp theo nào. Chữ này chữ quá là dễ rồi. Nhưng mà nó có trường âm hay là không có trường âm đúng không? Chữ này các bạn sẽ đọc là chiu trong chiu-i. Chiu-i thì có trường âm rồi. Chữ này chữ môn. Đúng không? Chiu môn là gì đây? Gọi món. Đúng không? Gọi cô hi. Okay. Chiu môn. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án số 4. Các bạn nhớ nhá. Chiu môn thì không đúng, không có trường âm. Okay.
Jill thì sang Hàn rồi. Ok. Chạy được không? Được. Đang chạy à? Tiếp theo là tiếp theo này. Ai, ô, oh, lấy phần kiểm tra cách viết chữ Hán. Kiểm tra cách viết chữ Hán tức là gì nhỉ? Là nó cho một từ hiragana và việc của mình là phải xem cái từ hiragana này sẽ được viết như nào với chữ Hán đúng không? Chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một này, câu số 1. Okay. Ngay câu 1 sẽ rất là nhiều bạn sai câu này. Ừ. Bởi vì thấy chữ yonda mà ngày xưa chúng ta chỉ học chữ này thôi đúng không? Nhiều một thế là đọc không, à? Không thể đọc hết cả câu thì điền luôn số 2. Điền luôn số 2 đúng không? Thế nhưng là sai. Nhưng mà nhớ này, namae o yonda ne. Namae o yonda nghĩa là gọi tên số mấy đấy thầy? Gọi tên là đáp án số 1. Ừ, okay. Số 1 nhá. Ừ. Này. Yonda, chữ này cũng là yonda nhớ chưa? Ừ, yonda. Đây là đọc, đây là gọi. Ok. Ok. Tiếp theo. Từ gì đây? Này là gì nhỉ? Seikaku ni kaete kudasai. Lại seikaku, chúng ta lại học chữ gì nhỉ? Một chữ seikaku thôi. Ừ. Thực ra nó có hai chữ seikaku. Hai. Chúng ta chỉ học chữ seikaku là chữ gì đây? Tính cách. Ừ. Mà quên đi chữ này là chữ chính xác. Ừ. Ok. Thế bây giờ xem vào câu nhá. Namae to jūsō seikaku ni kaete kudasai nghĩa là viết cái gì? Viết tính cách, tên hay là gì nhỉ? Viết chính xác tên hả thầy? Viết chính xác tên. Ok, viết chính xác tên đúng không nhỉ? Vậy là câu này sai. Đáp án số 2. Đáp án là số 2. Ok. Tiếp theo đi. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo là fukushū. Gì nhỉ? Nihongo no joutatsu no tame ni wa mainichi fukushū suru koto ga daiji da. Fukushū này là gì? Ôn tập. Chúng ta cần phải ôn tập để cho tiếng Nhật nó giỏi lên đúng thì, không? Tất nhiên là chữ tập là chính là chữ này rồi, các bạn học rồi đúng không? Nhớ vậy thì hai chữ này nó xóa bỏ đi. Còn đây có sự khác nhau đó là bộ này ở đây đúng không? Nó chỉ là một bộ ban đầu thôi đúng okay. không? Một cái là bộ y, một cái là bộ sách mọi người ạ. Đúng rồi. Nên nhớ này. Đáp án chúng ta sẽ là đáp án ôn tập phải có sách. Sách là chữ hành thế này nhớ chưa? Đáp án số 4. Fukushū. Còn bộ y kia là fuku trong từ fuku giác sự, trong từ phức tạp nhé. Phức tạp đúng không? Vậy. Phức tạp. Ok các bạn hiểu không? Rồi tiếp theo chúng ta sang câu tiếp theo. Kensa oketa. Cái câu này khi nào mình đến bệnh viện thì sẽ gặp nhiều thầy nhỉ? Kensa đáp án mấy luôn? Đáp án là? Đáp án số 3 luôn. Hay số 3. Xạ đây đúng hết rồi nhưng mà chữ này là chữ Kenko này. Chữ này trong chữ gì đây? Kensetsu. Kensetsu này. Hết. Còn chữ này trong chữ gì đây? Kiken là nguy hiểm. Chữ này nguy hiểm. Không phải chữ này đúng không? Dao đúng không? Đúng không? Cuối cùng chúng cái ta, mộc nhá. Bộ mộc, chúng ta kiểm tra gỗ, kiểm lâm thì kiểm tra gỗ. Ok. Hay. Đáp án sẽ là số 3. Số 3. Tiếp theo. Sao của em nhìn rõ nhỉ, của anh không nhìn rõ nhỉ? Mày em xịn hơn. Xịn hơn này. Ok. Tưởng iPhone mà được à? Hay. Tiếp theo một câu nữa, câu này. Kono mise wa suiyobi wa kyūgyōbi da. Ồ, nhìn mãi không biết chữ kyū, kyū chữ nào á. Chữ này là... Trước tiên mình phải hiểu cái nghĩa của từ kyūgyōbi này là cái gì đã. Kyūgyō. Cái nhà hàng đó, cửa hàng này đúng không? Thì ngày thứ 5 sẽ là ngày, ngày gì bây giờ? Ngày nghỉ. Ngày nghỉ, nên thì bây giờ mình phải tìm từ yasumi. Yasumi, có yasumi. Yasumi à? Tất cả bốn là chữ yasumi hết đúng không? Thế bây giờ có một từ. Đây, katachi này không đúng này, đây là liều trong chữ lương này hay là trong chữ gì đấy? Điều đi này đúng không? Điều đi. Còn đây trong chữ hành là đi rồi. Ok. Nghỉ, công việc, nhớ chưa? Gyo này tương đương với công việc này. Ok. Đáp án số 1. Đáp án số 1. Đáp án số 1. Kim Trần làm đúng rồi này, học sinh của em đấy. Yeah. Sasuga, Kim Anh sang. Ok, đấy các bạn đoán một đấy chưa? Hai. Từ tiếp theo à? Ý đấy, tiếp theo nhá. Câu này điền gì bây giờ? Data ga kanzen ni kiete shimatta. Kanzen. Kanzen là kanzen gì bây giờ? Kanzen là gì? Cái dữ liệu nó xóa hoàn mất toàn. Hoàn toàn. Cái này dễ quá rồi. Nhưng mà chữ này cũng đọc bằng chữ gen này, nhưng mà nó là sai nhớ chưa? Tên này được. Ok. Kanzen đáp án 3 nhá. Đây là can C mất rồi, chữ này can C. Còn chữ can điều. Can điều không có. Kết thúc đúng không? Hay đáp án số 3. Số 3. Ok, tiếp theo. Câu này là atsui kara aircon wo tsukete mo ii desu ka? Ui, atsui. Atsui là atsui, tiếng trong tiếng Nhật có rất nhiều atsui đúng không thầy? Đúng rồi. Trong đó hai từ tiêu biểu là atsui 1 và atsui 2. Đây là atsui, còn đây là atatakai này, đây là akai này. Vì nóng quá nên tôi bật điều hòa có được không ạ? Được không ạ? Số mấy bây giờ? Số đáp án số 2 nóng là nóng thời tiết. Ừ. Chắc là câu này cũng dễ rồi. Ừ. Nhưng mà có những cái bài nó lại cho câu này cơ. Atsui kohi. Atsui kohi o nonde kudasai. Cái này nói về cảm giác, nóng về cảm giác này. Atsui này. Atsui này là nó nói về nóng về thức ăn này hay là nóng về đồ uống này. Các bạn nhớ nhá. Atsui này nóng về đồ uống. Đáp án số 2 nhá. Đáp án số 2. Cạnh của chỗ này. Ok. Hai chúng ta bước sang câu tiếp theo nào. Câu này là jugyo wa yasumi da. Jugyo là gì bây giờ? Cái này dễ rồi. Jugyo là gì thầy? Jugyo giờ học. Giờ học. Jugyo này một là jugyo. Các bạn chọn luôn đáp án số 2 này.
Đó. Đấy, thấy đâu chưa? cái này có hạ nhầm rồi, vẫn đang ở trên này, để trên này nữa này. À thế à? À. Thế sorry, em nhầm. Đáp án sẽ đáp án số 2. Vì Đâu sao lại rồi số số 2 2. bây giờ? À. Giờ học này do thầy giáo giảng bài nha, giảng bài nên là cần phải có bàn tay của thầy giáo, nhớ chưa? Viết lên bảng, đấy, Yeah. bạn nhớ này. Bây giờ có Nhớ chưa? dùng tay đâu. Còn siêu này, ok được, tham gia rồi, nhớ chưa? Ừ. Đây là chữ này kêu oxia lự rồi, không phải rồi, ok? Ừ. Ừ. Chỉ còn hai chữ này thôi, Ừ. thì đáp án chỉ còn chữ này nhé, Google nhé. Đáp án số 2 được chưa nhỉ? Số Đáp án 2. số 2. Đấy, tiếp theo nhá, tiếp Tiếp theo câu theo. tiếp theo. Tiếp theo. Mọi người đọc được hết tất cả các chữ Hán trong câu này không? Rồi. 優勝の瞬間を見ようとサッカー場に多くの観客が集まった。観客 này là quan khách được chưa nhỉ, là những cái vị khách mà ngồi chứng kiến cái trận đấu gì gì đó chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có từ can kết cửa số mấy thấy? Quan khách á, quan khách thì bao giờ trong ngày bao giờ phải có chữ nhìn đúng không? Ừ. Đây mấy chữ này, nhưng mà chữ này là không phải rồi ừ. đấy. Chữ này chữ Quan kiến này, là chữ quan, à. tìm chữ Vậy thì quan. chúng ta sẽ có một chữ là chữ này trong kiến trong này đúng không? Ừ. Quan khách thì những chữ này không có rồi, Ừ. không có, Không không có, có, không không có. phải đó. Đây rồi, can kết cửa quan khách, đáp án là đáp án này, À đúng rồi, đúng rồi. ok. Em đang nhìn nhầm. Đáp án số 2 đúng không? À, là số 2. Sorry. Ok. Tiếp theo, câu tiếp theo nhá. Tiếp theo. Kinh các cự. Kinh các cự này là cái gì nhỉ? Vô kê kinh kinh các cự mà kinh à, các chỉ gắt tế được. Ừ. Kinh các cự là gì á? Là Tổng số tiền, cái phải số là tiền số đúng tiền không? rồi Số nhé. tiền. Chữ Tính kim tính mà chữ nhầm. ngạch. Ừ, kim ngạch. Kim mà chữ ngạch đúng không nhỉ? Đáp án sẽ là Đây đáp là án số. kim và học thì không bao giờ đúng rồi. Kim cũng là các cự nhưng mà không được đọc, nhớ Ừ. chưa? Không phải chữ này. Ừ. Ừ. Chữ này thì giá ca rồi, ok. Ừ. Kinh cạ không đúng rồi. Hai. Chữ này các cũng là cũng đọc là các cự nhưng Ừ. mà về tính cách không đúng. Chúng Đáp ta án của tìm chúng chữ ta là chữ ngạch này. ngạch nhá, đáp án số 3 rồi nhỉ? Đáp án Chưa số 3. học chữ này nhưng mà vẫn phải đoán được nhỉ? Chữ này không phải, chữ này không phải, chữ này không phải. Hai, ok. Ok. Y ですね. Ừ. Hai, tiếp theo. Đấy. Câu này sẽ là tsuka ですね. Tsugi no densha wa kono eki o tsuka suru. Tsuka này là cái gì vậy Chưa cả là đi qua. Ừ. Cái tàu điện tiếp theo sẽ đi qua nhà ga này. Đi qua tức là nó không dừng lại á, chữ cả này. Ừ. Đi qua. Chữ à, chữ này chữ qua đây này, đúng rồi. Ừ. Chữ này chữ thông này, đúng không? Thì Ủa. đáp án là chữ này luôn. Thông qua Chữ này là đấy. trong chữ tiền này, không liên quan gì cả. Hai. Chữ này chữ tham gia rồi, không phải, Ok. không phải. Chữ này chữ hạ là thấp dưới là không phải là. Ừ, đáp Chữ án hết sẽ đúng là số không? 1. Số 1. Nhớ nhá, cái tàu điện này sẽ đi qua cái nhà ga này. Ừ. Ok. Tiếp theo. Câu tiếp theo, sen mông. Ồ, cái từ sen Sen mông mông. này nghe thì dễ nhưng mà nhiều bạn làm sai lắm ấy. Sen sen này, có mấy chữ sen này giống hệt nhau đúng không? Sen thì ok rồi nhưng Môn thì mà chắc chắn là chữ này không phải rồi. Trong kỳ cự không phải là. Tiếp theo. là このやり方では、あ、やり方で楽し、あの、正しい農家不安になった。不安不安 này là cái gì nhỉ? Bất lo an. lắng, bất an này, Bất cảm giác an, bất lo an. lắng. Chữ Hán luôn là bất an nhá. Đó. Chữ bất này tất cả chữ bất rồi, chúng ta thường Ừ. xét nào, chữ an này chữ an này là không phải rồi. Đấy, chữ bất và chữ an nào. Ừ. Đây chính là chữ an này, an chữ Ừ. an bình đây. An nhà sư chữ này chữ nhà nhé. sư nhá, còn chữ này là Ui an dồi ôi, chọn hết phải. đáp án số 4 kìa. Rồi đất ạ, Trời đây đất ạ. này. Bốn cái gì mà bốn? Đáp Bốn án số trước rồi. 2 nhá. Cai Giật quá à. ta có tay Ba là cái số sai rồi. 4. Ừ. À, ok. Ừ. Đây, đây chữ tạp như nào? Bây giờ mình vẽ cái này cho. Chỉ cho các bạn nhá. Đây là gì đây? Cửu là 9. 9 đúng không? Ừ. 9. Đây là gì đây? Mộc. Ừ. 9 con chim. Ừ. Ok. Đây là a à, đây là bộ chim này con 9 này. Đây là bộ chim này, ok. Ừ. Ok. Ừ. 9 con chim đậu trên cây. Ừ. Nên tức rất là phức rất tạp. nhiều cây. Tức là không phải hỗn tạp, cái chữ này ra chữ Tạp. là tạp tạp hỗn Ừ. loạn này. Ừ. Bên Nhật nhiều chim lắm, chim đậu Ừ. trên cây xong ỉa Ừ. gốc cây á, nhất là bên Chiba, mình sang bên chỗ thằng bạn mình chơi thì Đây. bao nhiêu chim chim. Ừ. Thế nên là đáp án sẽ đáp án số 4 nhá. Em thế nào đấy, đến à, đúng rồi, đáp án số 1 Ừ. đúng không nhỉ? Lại còn em thế nào? Đâu anh cũng tưởng là số 3 này. Ừ, Ok, đấy. hay Hai. sang kia nhỉ. Ok. Ok. Đông quá nghẽn mạng rồi, đâu có ai xem đâu mà đông quá, có mỗi 700 người mà Ừ, nhỉ. đúng Đấy. Rồi, như vậy là kết thúc xong một vài ví dụ thuộc phần mà về cách đọc chữ Hán đúng không? Bây rồi. giờ sẽ là một dạng nữa trong đề N3 phần từ vựng, đó Đúng rồi. là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Chúng ta cùng quan sát xem có những câu như thế nào nhé. Những cái câu rất là đơn giản như thế này. Thứ nhất, Michi ni. Đã Michi ni thì chấm chấm thế nào đó này. Machiawase no jikan ni okurete shimatta. Vì thế nào đó ở đường, thế nên là tôi đã bị trễ cái giờ hẹn nhau. Bây giờ vì gì bây giờ? Thứ nhất này, Vì nhầm Komaru. đường. Komaru là gì nhỉ? Vì bị bây giờ gặp mọi người rất sẽ gặp khó khăn vì bị gặp khó rối khăn à với đường, vì bị khác đường, vì bị lạc đường hay vì bị nhầm đường.
À, nhầm nhầm cái này không có. Ố mà chỉ gai được nhé. Ố mà chỉ gai được, Nên đây đáp là án chúng ố ta mà sẽ chỉ đáp gai án được. số 3 luôn nhé mọi người nhá. Số Đây, 3. tố chỉ gạt tề đúng không? Tố chỉ gạt tề. Sai đúng không? Hai. Là ní mà vô. Đáp Nhớ án của chúng nhá. ta là đáp án Cứ ấy, nhìn số 3. thấy Michi mà có ní thành tiền ngay từ Mayo nè. Sao mạng của anh yếu thế? À, Thôi bỏ qua nhỉ. không được. Đặng thì như thế nào thế? Như thế nào Anh nhỉ? hàng này không nước. Đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi? Tổng một xong được. Thì kết nối mạng tầng 1 này nè. Máy có bị làm sao chán. Không sao cả, vì máy em không sao cả. Rồi hỏi máy em hết rồi thì ok. Hết rồi. Bây giờ Vi Giang kìa, Vi Văn Giang kìa. Vi Giang này đi học nhỉ? À có. Chữ trực tiếp đáng ghét, mọi người cố lên nhé, vì bọn mình không nghĩ ra cái việc mà có chữ like ở trên đầu này cho ngay bên trên mất rồi. À, không sao, nó còn có thời gian xem lại luôn nên chắc không vấn đề gì đúng không? Vì xem lại được nên là chúng ta chịu khó nhé. Hay chúng ta bước vào phần tiếp theo, đó là phần điền vào chỗ trống. Vừa nãy mình vừa nói Machini Mayo nè, bây giờ sang từ tiếp theo là gì nhỉ? Sodan, Sodan thế nào bây Soda là giờ? gì đây? Câu này khó, khó thế. Kite, ui đáp án số 2 à? Ô, có bạn đáp án thầy giáo chẳng hạn thì mình sẽ muốn nói chuyện với thầy giáo đúng không? Thì thầy giáo đồng ý thì cho người sẽ là Sodanino được. Ok. Đây nhỉ. Gọi là tư vấn cho mình được. Chỉ là tư vấn hợp lý. Sodanino temorata tức là gì đây? Cấp trên đúng không? Đã tư vấn cho mình. Nhớ nhá. Sodanino được. Indesga 0.42 gì cả. Hai, rồi, đây tiếp là cách hành theo. văn của nó nhớ chưa? Có bạn chọn rồi, Sodanino được Ok. Nhớ từ này nhá. Không được sai đâu ấy. Hai, tiếp theo này. Chấm chấm.明日は大学し、あ、入学試験の日だから早く、あ、今日は早く寝よう。Bây giờ gì nhỉ? Sắp sửa đến ngày mai nhé. Không Vì phải. Cái này tương với cảm sát giả cuối cùng. Cuối cùng nhưng mà nó khác với lại này giặt tộ phòng. Mây rất nó là bông. Bông à. Nó mềm Bông. mại. Hay là bánh nó bơ, nó bông, nó tơi xốp ấy. Nhé. Ok. Hai, tiếp Hai. theo. Tiếp theo. Câu này rất là khó. この店の料理はどれも점점がある。Đây đi không ạ. Bây giờ mình cho luôn nhá. Đáp án Bodium. Câu này hình như trong N2 cũng ra rằng nên là bạn nào thi N2 cũng để ý nhá. Bodium tức là volume á. Volume tức là nó tương đương với Lượng. lượng. Ok. Tức là ở cái quán này món ăn nào cũng rất là nhiều. Chỉ thì cái thôi, lượng nhiều nhớ chưa? Lượng nhiều. Gá a lự nhớ chưa? Đây là cách hành văn của nó nhớ chưa? Hay. Các bạn nhớ nhá. Boryu mở gã aru. So, Nhớ con này, nhớ chưa? Cái đồ ăn anh đừng muốn đập. Cái đồ ăn của cửa hàng này thì loại món ăn nào cũng rất là gì nhỉ? Cũng rất là nhiều. Né. Boryu mở né. Tiếp câu tiếp theo đó là gì nhỉ? Gin ko ni te o kane o chấm chấm kyo a koyo né. Bây giờ có động từ gì đây? Oto sự là đánh rơi, oro sự là rút, to sự là lấy, còn tsuke sự là gắn, là dính vào né. Câu này thì dễ rồi, okane o oroshimasu né, thì rút tiền Thực ra trong Mina có từ hikidashi. Hikidashi. Nhưng mà cái từ này mình sang bên Nhật thì thấy họ có nói rất là ít. Hikidasu. Mà người ta toàn nói là oroshi ni ikimasu. Okane o oroshi ni ikimasu. Vì thế các bạn nhớ nhá. À, mày đi rút tiền về đây. Đáp án sẽ đáp án số 2. 2. Vẫn có đáp án số 3 là không đúng rồi nhớ chưa? Tất cả đúng hết đấy. Oroshi còn nó nghĩa là gì? Hạ xuống. Anh ấy hạ cho em cái kia xuống cái chứ tụ adeo oroste kremas cả hạ em xuống cái đúng không dễ rồi tiếp theo đây câu này cũng củ chuối một tí nimotsu o nimotsu hakobitai no de hakobitai no de skoshi te o chom chom itadaki itadaki tiếp theo thì nhỉ contest no ano shutsujou shutsujou chom chom shutsujou no naka ni wa ano gaikoku jin mo ita thì con này sutsujo sa
Okay, mình cho luôn đáp án. Đáp án xạ được nhé. Sutsujo xạ. Nhớ 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 câu này, sutsujo đi vì xạ. Những người tham gia, đấy, những người tham gia. In là không đúng rồi. Không có tiếng gạo là gia, chuyên gia. Không có. Ừ, là chuyên gia. Này. Jin này đi với những người đúng không? Ừ. Đúng rồi, sutsujo xạ. Tiếp theo, câu 15. 今日はご飯を作る時間がないから冷凍ちょんちょん温めて食べよう。 Tạm thời mình sẽ dịch à, không phải dịch dịch chữ Hán này chứ. Cái này gì đây? Sokuyoku là cảm giác thèm ăn. Thèm ăn không đúng. Không được. Bây giờ reto bên trên phải có từ reto là gì? Đông lạnh đã. Đông lạnh đúng không? Bây giờ gì mình hâm nóng cái gì đông lạnh và ăn. Hâm nóng cái gì không thể không hâm nóng cái cảm giác thèm ăn đúng không? Hay câu số 2 sokuhin là gì nhỉ? Là thực phẩm. Thực phẩm. Thực phẩm đông lạnh có được không thầy? Được, thực phẩm được, đúng không? Này, được. Mình okay. Chọn luôn đúng không? Bây giờ để chắc hơn chúng ta sẽ xem thêm hai cái điều là thực phẩm, đông lạnh. Ở đâu? Lương thực. À lương thực. Ừ, số cứ điều là lương thực đúng lương không thực. Nhỉ? Okay, và cuối cùng số cứ gì là ăn, dùng bữa. Dùng bữa. Dùng bữa không được nhá. Atatame được là làm ấm hay là làm nóng lên, làm nóng cái thực phẩm đông lạnh. Thấy chưa? Thực phẩm đông lạnh. In được à, hứng đặng à? Đáp án 2 đúng không? Được. Được. Ok. Hai, chúng ta bước sang tiếp câu tiếp theo nhá. Câu này chi chi wa san ka getsu kan あ、3ヶ月間休まず働いていたので、症状病気になってしまった。お、病気。で、なぜ?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 病気。で、なぜ
ma là bình thường. Bình thường thì đáp án của nó là tô tô. Okay. Cuối cùng thì tô tô cuối cùng thì いいんですか? Bạn bố. Oh, いいですね. 皆さん、合ってますよ. Đấy, tiếp theo. 都会に住むといろいろとあの生活ちょろちょろかかる. Cái từ này quen thuộc lắm luôn. 生活費ですね. Sinh hoạt phí, được chưa nhỉ? Không thể nào mà từ khác được. 生活費nhớ chưa? Hai. 生活費. Hai, được chưa nhỉ? Ừ. Chốt luôn. Chin, chin thì nó đi về một vài từ thôi, đó là yachin hay là gì nhỉ? Unchin, unchin là tiền phí vận chuyển. Ok, tạm thời các bạn nhớ hai từ đấy. Còn dai này, cái từ dai này nó hay đi kèm với những cái tiền, tiền liên quan đến tiền tiêu dùng cá nhân của mình. Ví dụ gas sự dai, mình đi mình ở trong nhà gas sự dai này, hay là đen qua dai tiền điện thoại của mình đúng không? Hay là mình đi xe buýt thì bát sự dai. Ok, go hàng đai tiền cơm. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án này. Đáp án 1 nhé. Rio thì có một vài từ đó là Jukyo Rio. Okay. Tiếp theo. Tiếp nha, câu này. Anata no honto no kimochi o chấm chấm ni hanashite hoshi. Nhớ này, cứ nhìn thấy đằng sau mà có từ hanasu yu nói thì bao giờ phải tìm ngay từ shojiki. Nói như thế nào? Nói một cách chính trực, nói một cách thẳng thắn ra cái suy nghĩ, cái cảm xúc của bạn thắn. Đúng không? Okay. Đáp án số 4, được chưa nhỉ? Nói chính xác tâm trạng là không phải nhá. Ừ. Câu số 1 là chính xác, như kiểu câu đáp án là chính xác đúng không? Đáp án chính xác. Đấy, CCK là chính thức. Và C các cửa là gì nhỉ? Đúng. Kiểu cũng là chính xác. Câu trả lời đúng chứ nhỉ? Tóm lại chỗ này là nói ra một cách thành thật cái suy nghĩ, cái tâm trạng của bản thân. Đây thành thật. Cô nói đúng, cô nói thành thật là đúng nhất. Nói thành thật cái tâm trạng. Ok. Nói chính xác cái tâm trạng này lại không đúng. Hai. Okay. Tiếp này. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Nhiều. Chỗ đáp án 4 hết rồi kìa. Câu này thì khó này, câu này. Đấy, cho làm cho mọi người làm. Cứ làm đi. Cho mọi người mấy phút để làm câu này nhá. Musume no chōchō wo kite atarashii pasukon wo katte yatta. Từ từ đã, đố câu này đọc là gì đã? Câu này đọc là gì? Số 1 đọc được không? Đọc thử thế nào. Mọi người điền đáp án vào, ghi vào nào. Số 1 đọc là gì? Đâu này. Chữ này sẽ đọc là utagai. Utagai có nghĩa là nghi ngờ, nghi vấn gao. Nghi ngờ. Tiếp, tanomi là nhờ vả, là năn nỉ. Nhờ vả năn nỉ. Yorokobi là niềm vui sướng. Và sasoi sẽ là sự mời rủ. Khi mà nghe cái gì của đứa con gái, thì là cuối cùng tôi đã mua cho nó cái. Nghe là năn nỉ. Đáp án này đúng không? Đáp án sẽ là đáp án số 2. Tanomi. Tanomi. Không thấy ai chat gì. Ok. Làm chúng ta là Tanomi. Đi đâu? Treo à? Rồi, đấy, tiếp đi. Tiếp à? Hay là mọi người đang đọc, đang xem không biết từ này từ gì. Phải comment chứ.
Thôi rồi làm tiếp đi, mọi người đang chờ mà. Mà tại sao không thể kết nối mạng được cái này? À, nhìn đó. Máy thầy Dũng là iPhone 6. Ừ. Nhưng mà rất tiếc hôm nay iPhone 6 không thể nào mà kết nối mạng được. Nên là chúng ta... Ý cô ơi, mạng ở đây là gì đấy, tầng 1 đấy. Mọi người chờ tí nhá. À bây giờ mở ra câu tiếp theo cho mọi người nghĩ nhá. Hả? Hãy xin mời mọi người nghĩ câu này nhá. Tính nhân mô đi á? Anh không vào được nha. Máy đi. Asta kara kaesha made jiten sa de chấm chấm koto ni shita. Thứ nhất, koto ni shita nghĩa là quyết định làm một việc gì đó. Snap. Ngày mai tôi quyết định là sẽ thế nào đó đến công ty bằng xe đạp Câu này nào. nhiều người sai lắm này. Ừ. Thấy cái gì đó đây là À. đến công ty tôi mới được là gì Chứ tôi mới đây, được là làm việc, nhưng làm mà việc nhớ là làm chợ việc tự ở đâu, ở tế ở lý đâu, này. đây là bằng xe đạp, đây là đến công ty là chưa, thì nên câu này là sai. À, ta đã cự Hắn cũng ta đã là cự thì không làm thể rồi. lý đúng không, câu này là gì à? Thà dư nê được là thăm thăm hỏi đâu đó, Hai. sai. Đáp án là kayo in Hai. the Đáp án sẽ là số 1 nhá. Gì nhỉ? kayo. À, mình sẽ đi đến công ty bằng bằng xe đạp. Đúng rồi, nhìn Tiếp tiền sẽ câu tiếp đạt. theo xin mời mọi người làm. Atarashi shigoto o hajimete han toshi ga tachi chấm chấm narete kita. Cái gì đây nhỉ? Có từ mới nào không? Tachi là trôi qua nhé. Kể từ khi bắt đầu công việc mới thì sau một năm, nửa năm trôi qua thì thế nào đó đã narete kita nào? Mình đã quen được với thế nào? Tamani là gì hả thầy? Tamari á, là thi thoảng. Tai te là gì nhỉ? Thay tên là Thường này nhé. thường. Thường thường này. Mà đây Marani là hiếm hiếm khi. khi. À, hiếm Và khi. đai bự là gì đấy? Đây bữa khá. Khá là, thế bây giờ câu sẽ Đáp đáp án là số 4. khá là Yes no. quen đúng Số không? 4. Đợt năm trôi qua rồi và tôi đã khá là quen. Quen được phần lớn chứ, quen được phần lớn với công việc rồi đấy. Này. Ok. Tiếp câu tiếp theo. Hỡi, câu tiếp theo. Đây Ờ, đây. cái từ này nhớ luôn này, Mendo Miru. Thế thôi, không cần phải nghĩ từ khác gì cả. Mendo Miru là một cái cụm cách dùng Không, từ người ta. cố gắng giải thích qua. Bây giờ mình sẽ giải thích từ Mendo này nhá. Vì sao? Vì sao Mendo? Mendo bình thường trong từ điển á, nó sẽ ghi là gì? Phiền phức. Sự phiền phức nó cũng đúng, nó cũng là phiền phức. Tuy nhiên như thế này, các bạn hiểu cho mình nhá. Mê đây có nghĩa là gì đây? Cháu gái. Ôi là cháu trai nhỉ chưa? Ôi là cháu trai. Mê là cháu gái. Thường thì bọn trẻ con á, hay là người già, hay là ốm đau á, thì họ thường hay gây phiền phức. Tức là gì? Già thì hơi tí là ngã, trẻ con thì hơi tí là nghịch ngợm, chạy ra đường. Nên là mình phải xem cái sự phiền phức của họ, nhìn những phiền phức của họ. Tức là dịch sang có nghĩa là chăm sóc. Ok. À, chị gái tôi những lúc bận rộn, à, khi chị gái tôi bận rộn thì tôi sẽ chăm sóc cháu gái. In this hay là tôi đang chăm sóc bố mẹ chẳng hạn. Oya no mendo mite mas. Bạn nhớ câu này. Đoạn Vâng. số 2 nhá. Số 2 luôn. Tiếp câu tiếp theo này. Tiếp theo. Chỗ này. Kono eiga no chấm chấm o kaete okuru to prezento ga ataru rashii. Khi mà chúng ta viết cái gì đó của bộ phim này rồi gửi đi thì sẽ gì nhỉ? Được trúng quà, được tặng quà đúng không? Trung quà Thế bây giờ quên câu rồi, số trung 1 quà. nhá. Kansha nghĩa là Cảm cảm tạ. tạ. Kanjo là cảm tình. Viết này cảm tạ. nè. Can dồ cảm tình. Cảm tình. Bây giờ kanso là cảm tưởng. Cảm tưởng. Và cuối cùng kanshin là Can khâm phục xin. nè. Sự khâm phục. Thế bây giờ viết cái gì của bộ phim bây giờ? Viết Viết cảm cảm tưởng tưởng. nè. Cảm Đáp tưởng. án À, đáp án số. số 3. Số 3. Câu này sai. Câu này sai. Câu này sai. Hai. Hay. Đáp án số 3 nhá. Tiếp câu tiếp theo nào. Mọi người đúng không? Đúng số 20 3. năm mai ni koko ni hikkoshi shite kita. Chấm chấm. Mawari wa hatake bakari datta. 20 năm trước tôi đã chuyển đến vùng này thì cái thế nào đó. Thì cái Xung xung quanh thì quanh toàn chỉ ruộng. toàn là ruộng. Bây giờ cái thời điểm đó đúng không nhỉ? Cái thời điểm đó số mấy ấy thầy? Thời điểm đó Ừ. tô gì à, Ừ, tô gì thôi gì thời điểm nhé. đó, Thời điểm di đó. đài là thời đại. Thời đại thì không đúng trong thời đại, thời điểm đó nhớ chưa, di căn là thời gian rồi, rõ ràng nó đô gì là đồng thời, Hai. đồng chữ thời đúng không, Hai. tô gì. Còn chữ này hatake, cái này là Ok. ruộng, ruộng này là ruộng nó gì nhỉ, các bạn thấy lửa ở đây đúng không, ruộng này là liên quan đến những cái ruộng mà trồng hoa màu, nói đơn giản là trồng hoa màu. Ok. Đấy, tô gì. Đấy, chúng ta sang câu tiếp theo. Tiếp nha. Sumimasen, kyou wa yoji ga aru node, mata chon chon sasotte kudasai. À, xin lỗi, lần này hôm nay tôi bận mất rồi, lần tới anh lại mời tôi mà. Ok. Đáp án Đây số cô 3 trừ mọi là người giao nhá. thông. Ok, sai. Có làm Đáp án số đúng không 3. đấy nhỉ? Mọi người làm đúng không? À, mạng bị chậm hơn nên là không không nhìn kịp. Ok, câu này nhớ nhá, tsukin desu ne, tsukin. Tiếp theo. Ồ, hết rồi. Hay. Tên từ đồng nghĩa. Ok. Còn nữa, còn nhiều nữa mà. Còn một đống. Không. Chưa, còn lâu.
Tiếp theo. Ok. Đây rồi, tìm từ đồng nghĩa. Đây là gì đây? Asoko. Asoko to uchi to dewa kaisa. Đúng nhỉ? Uchi to. Asoko to uchi to. Uchi đây là công ty nhỉ? Công ty chúng tôi đấy. Kaisa no kibo ga chigau. Kibo này là quy mô. Quy mô thì các bạn nhớ nhá. Các bạn quy mô rộng không phải quy mô rộng không có, quy mô cao, quy mô cũ, nếu là quy mô lớn, đại, lớn nhớ chưa? Quy mô lớn. Giống nhá. Kibo mà là bằng với okisa. Độ lớn. Hai. Được rồi đúng không? Ấy ba kiểu Hirosa thấy không? Sai rồi. Đánh ra bán câu này xong nhỉ, các bạn sao? Gomenasai nè. Mọi người nhớ xem lại clip này nhá. Hai, câu tiếp theo này. Gudaranai hanashi. Câu chuyện linh tinh. Câu chuyện thế nào bây giờ? Câu chuyện linh tinh vớ vẩn, cái từ gudaranai là vớ linh tinh vớ vẩn nhá. Sẽ là juyojanai nè. Chẳng quan trọng gì. Không quan trọng gì đúng không? Câu chuyện vớ vẩn linh tinh. Câu tô không phải thật. Linh tinh thì nó chắc chắn là nó chưa chắc là không phải thật. Nó nó cũng có thể là sự thật đúng không? Nhưng mà vẫn lại sai. Ôi giời thú vị không phải. Mezurashi. Ok, chúng ta sang từ tiếp theo. Plus à, tanonda ryori ga sukunakatta node mo hito hito zara ano plus suru koto ni shita. Plus ne plus plus des, cái từ mà thêm cộng vào nhé. Thêm cộng vào. Thì tiếng Nhật có một từ thêm cộng là gì nhỉ? Tasu. Đúng rồi, tasu. Thì đáp án này, cộng tasu. Chữ Hán còn là chữ Hán gì? Tasu chính là bộ cái chân. Ok. Ok, tasu. Ai, tasu. Các bạn nhớ nhá. Đây là cái chân, chân cộng thêm chân vào. Chính nha. Sau này nhớ có chữ Hán thì nhớ cảm ơn mình nhé. Nhớ cả chữ này đúng không? Sau này asi đây, asi sau này thật sự đây đúng không? Thêm một bước chân đúng không? Ừ. Ừ. Desu ka? Hai, tiếp này. Kodomo ga heya kara dete konai node nozoite mita. Cái từ nozoite mita này nghĩa là gì hả thầy? Nhòm vào, ngó vào đúng không? Thì con này nó nhòm ngó vào tức là nhìn thôi. Đáp án này nhìn. Mở ra thì không đúng. Vì thấy không thấy đứa con nó ra từ gọi khỏi phòng. Không đúng, nghe thì không đúng. Ok. Đoán một luôn. Tiếp theo. Mình sẽ dành cho các bạn tầm khoảng 30 giây để làm câu này. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Đại học xuất chúng yêu cầu どうするかはじっくり考えてから決めたい。Bắt mũi. Không bắt được. Rồi cho đáp án đi. Đấy, thì mọi người cho đáp án đi. Đây đáp án này. Đấy, chuẩn bị nhá, nghe. Đợi một tí. Các bạn cho đáp án 1 nhá. Đúng mất tạm khoảng 40 giây chậm. Chưa. 4. Isoi de, một người chọn isoi de. Hai. 1. Các cự. Hai. Ok. Sau khi tốt nghiệp thì nên làm thế nào? 4, thì 1. Tôi muốn là thế nào, suy nghĩ thật thế nào. 2. Thì sao ngồi gì nhỉ? Tôi đi đến một mình suy nghĩ cả. À, cũng người chọn đáp án 2. Chọn đáp án 2 này. Suy nghĩ nhanh thì chắc là ít người chọn rồi. Không ai đúng không? Vậy thì 2, ok, 3 bỏ qua rồi. Kim Trần chọn 1 kìa. Đấy, đáp án số mấy? Theo mình, đáp án số 1. Theo mình thì đáp án luôn, đáp án số 1 luôn đúng mọi người. Fukaku kangaete kara kimetai desu ne. Muốn suy nghĩ thật kỹ, thật sâu desu ne, rồi mới quyết định đáp án số 1 nha mọi người nha. Chứ mình không phải vội vàng suy nghĩ không phải. Hai. Đấy, đáp án số 1. Tiếp theo, có tiếp theo này. Ồ, nghe rồi. Để chuyển sang đề số 2. Phần linh tinh. Không sao. Đề số 2 mà, đề số 2 chuyển sang phần 1 mà. Đề là đề số 2 nhỉ. Đề số 2 là đề. Có hai đề. Cái clip này sẽ phân ra hai đề. À, đề 1, đề 2. Em không biết. Hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang đề số 2. Vẫn phần đầu cách đọc chữ Hán. Đến lần này mình sẽ đi qua nhanh mọi người nhé. Từng câu một này. Câu số 1. Chữ Hán nào? Có nhiều bạn sẽ đọc là mưa gì à? Câu này tại vì nó là mưa mà. Nhiều người cứ tưởng là mưa. Cái này gì đó, cứ là mưa gì. Không phải. Hai. Tiếp, câu tiếp theo. À, この果物は chấm chấm からあの食べたくない. Thế nào mà không muốn ăn đây? Thì chữ Hán này, bên trên ngộ thảo bên dưới có chữ cũ đúng không? Nó chát thì không muốn ăn. Chát thì là nì bươi. Trong này không có nì bươi à? Thế thì không phải rồi. Sao mà chát ở đây được? Không có chát à? Tóm lại em đang bảo là cỏ mà cũ thì ăn rất là đắng. Đáp án số 2 là nì gai. Nì gai à? Nì gai là đắng.
Đây à, ni gai đắng không? Có cỏ đây đúng không? Ừ. Cỏ cũ à? Ừ. Đây chữ Hán này là chữ ni gai đấy. Ờ, ni gai nè. Đắng lắm, cỏ. Này, Như cỏ cũ thì kiểu đắng đúng không? ngày xưa đúng không? Đây ngày xưa này người ta làm thuốc bằng cỏ này đúng không? Nhiều đúng không? Có mà. Đi lấy cỏ. Thế liên quan gì chữ đắng? Cỏ thì thuốc, cỏ thì đắng, thuốc thì chữ đắng. Thuốc bắc thì Thuốc bắc, thuốc bọn Trung Quốc. anh toàn chế chuyện linh tinh. Hay ok. Rồi, tiếp theo nhá. Chữ này là tennis oshisugi đấy, chấm chấm itakunatta. Mọi người tưởng tượng này, mình chơi tennis nhiều quá nên cái gì bị đau bây giờ? Đầu tay, Cái ude, nên cái cánh tay, nên cái cánh cánh tay tay của à, chúng ta có sẽ những cái này không phải ude. tay, cái này là vai rồi này, Kata vai, cosi là hông, hông, eo này đúng không, mu lên là ude là ngực, ngực. ok, Đó, số 1 nhé à, mọi số người nhá. một cứ đệ, ok, đấy, tiếp theo, rồi, Hai tiếp theo, cô tiếp theo đi. vẫn đang số a mà gì, đấy tiếp theo, ui từ này chết rồi, để cho họ, cho học sinh làm tí đi. Câu này phải làm nào bây giờ, câu này phải làm nào bây giờ em, mô zenbu nonda kara sono bin wa desu yo, à trước này mình Chúng ta vén tóc lên thấy ba cái gì nhỉ? Cái sẹo ở bên trong ấy, nhìn thấy ba cái sẹo không? thế á, Nhỉ. Đây đáp án sẽ đáp án số 2 mọi thế người á, nhé, cao. mình lại bảo mình lại nghĩ là mình nhỉ, đứng lên xong thì chải tóc, chải tóc, chải tóc à, không mặt. Bọn lớp em, à quên nhỉ, học sinh lớp em lúc mà làm ấy, nó bảo gì nhỉ? Chải vén tóc lên thấy ba cái sẹo bên trong. Đấy trên khuôn mặt. Thế thì các bạn sẽ nhớ đúng không? Đấy. Ừ. Đấy. Tiếp theo. Đây. Cantan. Ừ. Đơn Cantan giản. là đơn giản. Giản thì đây chữ môn này không phải là không, chắc chắn không phải chữ can này. Chữ này quan, quan đơn là không phải rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ còn chữ gian này, đây còn chữ gian. Thì các bạn nhớ cho mình, chữ đơn giản nhớ chưa, bao giờ cũng có bộ gì đây? Chúc bên trên nhớ chưa? Ok. Không được sai từ này nhá. Sai từ này thì sẽ ăn đánh đấy. Ok. Cam tan đúng Cảm không? tạ. Ok. Hai, tiếp theo. Số 4. Đấy. Tiếp theo. Tiếp theo chữ spy. Lắm mũi thế. Spy là gì? Chị bài thất bại. Thất bại. Ừ, thất bại. Đây là nó liên quan đến cái mũi tên thì không phải. Ok. In this car. Chữ thất là sổ. Đây thất là có đây này, thất đây này. Thất này nhiều lúc Thất mình nghiệp đấy, ok. em hay dạy vào học sinh của em là gì nhỉ? Chữ thất ấy là gì nhỉ? Đầu tiên là ông chồng đúng không? Bên kia ông chồng. À đây ông chồng, Ô à, tổ từ đấy. từ đã, ông chồng này, À, ông chồng. ông chồng, Thế xong rồi bên mình tát vào một phát. tát đồng phát Thế à, là mất hết, em mất luôn chồng. Thế là mất, tát chồng thì mất chồng. ông chồng, Đấy, nên chữ thất là chữ này nhá. Ushinao. Bây giờ chữ bại đúng không? Chữ bại là số số mấy đây thầy? mình viết đây, 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 cuối cùng là chữ này, là chữ bại, vận động, đây là chữ hataraku cũng mất rồi, làm việc rồi, đáp án chữ này, nhé, Một nha. đáp án số 3. Số 3. À, đáp án số 3, em đọc nhầm. Đấy. In this guy. Hay. Đấy, mọi người nhầm gì đúng không? Tiếp theo. Ok. Thôi làm đi, hãy ở bên Chữ gì đây? Các nhìn. Các nhìn. Hi ga kieta ka dou ka kakunin shite kara heya o dashite kudasai. Xác nhận. Mình phải xác nhận xem là gì nhỉ, lửa có tắt hay không. Thì bây giờ số mấy bây giờ nhỉ? Kakunin. Chữ kaku, chữ xác nào? Chữ xác thì bỏ qua chữ số 1 này và số không 2 phải, luôn. chữ này không Chữ xác phải, à, chữ này là tính cách đúng không nhỉ? ừ. Chữ xác này số 3 và số 4 về nin là nhận Đây là là gì nhỉ? nghiệm Mình luôn, số 2 và số 3 là nghiệm đúng không? Đáp án số 4, kakunin này, xác nhận. Hai, được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Tiếp theo chúng ta sang câu số này nha. Câu này là hiro hiro ở okane o hiro ですね. tự nhiên bị quay lại. Tiếp theo, hiro. Hiro hiro. Hai, tiếp theo là okane o hiro là nhặt ですね. Nhặt tiền ですね. À, Với chữ này mọi giống người. trường Harada chẳng Ừ. hạn, nhìn thấy rồi. Sẽ có nhiều bạn bị nhầm giữa số 2 và số 3, nhưng mà nhớ này, số 2 là hiro còn số 3 là suteru. Lần trước cô dạy chữ Hán như nào nhỉ? Thứ nhất chữ hiro là thứ nhất mình khi mà đã cầm hay vứt cái gì phải Đây là dùng tay bàn đúng không? tay đúng không? Mà khi mà cầm mấy đồ gì chúng ta phải cho gì à? Hợp 5 ngón tay lại, chữ hợp đúng không? Hợp 5 ngón tay lại thì mới nhặt được đồ lên. Ok. Được chưa nhỉ? Thế khác nhau gì chữ Hay. này? Thế còn cái từ suteru mọi người anh viết lại chữ hợp cho em. Để chữ hợp đã. Đây Được là ba. chưa? Ừ. Đầu tiên vẫn là viết chữ hợp đúng không? Tiếp theo chữ suteru nhá, vẫn là chữ hợp nhưng mà mọi người nhìn bên trong này, bên trong chữ suteru có một chữ là chữ ju, chữ thập.
Tức là mọi người đang cầm đồ, thế Hạ là 10 mình ngón đã tay đi. À, thế mày cầm một xoay ngón. 10 ngón tay ra, thế là vứt luôn đồ rồi. Ở trên nhà thế chúng ta có từ stay được nhé. Stay được. Ok. Nên câu này đáp án sẽ là đáp án số À, 2. số 2 Hirota. Thế nhỉ? Tiếp theo. Cô Thanh thật là giỏi á. Anh này. Đấy. Thật chứ còn gì Toàn nói đều thôi, khổ nữa. lắm ấy. Tiếp theo này. Okinakaisa ni shushoku shita kara toite anshin dekinai. Kara toite là có nghĩa là gì nhỉ? Dù nói là mình đã làm việc công ty lớn nhưng mà cứ chưa chắc là đã gì nhỉ? Có thể an tâm được siêu số cửa số mấy như thế? Sử dụng cả. Các bạn nhớ chữ siêu là chữ này đã. Ok, siêu số cự. Ok. Và chữ số cự thì bao giờ nó khác chữ này, chữ tai này, còn chữ này sai này. Ok. Có bộ số cự, có bộ tai nhớ chưa? Có Số bộ cửa. nhĩ này. Ok. Đáp án sẽ là đáp án số 4 nhá. Gì nhỉ? Số 4. Gạch bỏ hàng số 3 đi. Đây, số 3. Ok. Số 4. Tiếp theo. Câu này là yêu show để kỷ lưu nhị mai đi găm bát tệ lên sư Chứ ở trong Vinamilk Niêm Ngộ có rồi đúng không? để có thể gì nhỉ vô địch đúng không nhỉ thì ngày nào Vô tôi địch. cũng cố gắng luyện tập số mấy bây giờ Đây liên quan đến phần thưởng là không ngoài đúng không? Ngày trứng là không ngoài đúng muốn yêu show phải thắng không? thắng thì có từ kachimasu Kachimasu. À, thắng đây đúng không? À, thì đáp án đây. đó số Con này 2 hiểu chưa nhỉ là ưu siêu mất rồi. Ưu siêu là gì nhỉ? Yêu show là ưu tú 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 ở chỗ và này, xuất tú sắc tú, xuất nhỉ sắc. Tiếp theo. Biểu biểu à dây Đây, 30 giây đúng không? dây dây gì bây giờ 30 giây để có một tin nhắn học này. sinh của mình có nói một câu gì nhỉ 30 giây à dây gì nhỉ đáp án số 4 đúng không nhỉ chúng ta có cái từ cây cái gì nhỉ cây cây dơm ấy cây dơm cây dạ đấy từng giây ngồi nhặt dơm nhặt dạ đếm xem là được bao nhiêu cái đúng không đáp án sẽ là đáp án số 4 nhá biểu Đếm nè lửa là không phải, đá là không phải, nước nước cũng là không phải. đúng không Ok. nhớ là đếm đếm cây nhé đếm dạ dơm đấy tiếp theo này câu tiếp theo Đấy. Wakai toki, wakai nghĩa là gì? Một cái là trẻ. Trẻ, né? Trẻ số mấy bây giờ? Trẻ. Chữ này phải không cô? Osanai, chữ chữ này osanai, Osanai osanai là thơ thì không ấu, phải à? né? À thì Ngây không thơ, phải. né? Chữ này. Tsurai à, tsurai hay karai đúng không? Thì không có chữ này rồi. À chữ này. Wakai là số 1. À đó số 1. Nhìn cẩn thận này đi thi rất là nó hay được kiểu này đúng không số 2 là furui bây giờ là furui không được nhá Phải đi gai chỗ nhỉ? này đi gai nhá cái Yeah. này là bên phải đúng không Trẻ rồi nên là nhỉ. là cánh tay phải Đúng rồi, trẻ rồi nên là luôn là cánh tay phải. của ai đó đúng không tiếp theo câu tiếp theo câu này là この この建物はとても古い歴史がある。歴史là gì sao phải tìm rồi Đây, cái gì là lịch sử đúng không? Lịch sử số mấy bây giờ? Đúng rồi, Số lịch sử. Chữ lịch đâu, à, chữ lịch đã, à, chữ lịch là hai chữ này đã này. Ok. Vậy. Ok. Bây chữ sử. Ok. Chữ này cũng là chữ sử. Ok. Tuy nhiên thì không phải. Ok. Đáp án của nó là chữ này nhá, các bạn nhớ nhá, nó không có nét cạnh trên trên này đâu. Ok. Sử là chữ này. À, lại nhầm rồi. Vẽ cái gì đây? Thôi, lịch sử, nên Đáp chữ án này. số 1 nhá. Số 1. Này, ok. Ok. Câu tiếp theo này. Shiawase, bây giờ bỏ luôn số 1 và số 4 này, nhìn không liên quan, đúng không? Đó, số 1. À đúng rồi, có gạch này không? Chúng ta sẽ tìm cái câu số 2, Khác số nhau ở chỗ 3 này. nhé. Gạch thêm một gạch. Nhớ này, anh viết chữ hai chữ này là đây đi. Đây nhá, cái chữ này trước. Chữ này chữ Tsurai đúng không? Đấy. Còn đây là chữ Chữ Shiawase Shiawase. Khi chữ đúng nhỉ, khi được. À đúng rồi. Ok. Hai, tiếp theo. Bỏ bỏ xuống kia. Rồi. Bỏ bỏ chỗ kia chứ. Ra nữa. Đó. Chưa gạch. Tiếp theo. Con này gì đây? New Zoo Rio, ok. New Zoo Rio. Hi để xe các chữ hi này. Nhớ nhá, New Zoo Hi không bao giờ nói nhá. Tiền phí vào. Hết chưa? Hết rồi. À còn cái gì dinh gỗ câu này mọi người sai này. Câu cuối cùng sẽ là một câu rất là hay. Kare no taiji wa tabun 80 kg chấm chấm da to omoimasu. Đang xin lỗi mọi người bây giờ đang là 9 giờ lúc này trung tâm Mori vừa hết kết thúc các lớp xong nên các bạn đi ra rất là ồn nên là chúng mình không thể nào mà nói to được áp theo các tiếng bạn đấy nhưng mà bây giờ đã yên tĩnh rồi nhưng bọn mình sẽ nói tiếp Con này câu cuối cùng mà. Ok. Học sinh của mình thì nói điền rất nhiều là gì nhỉ?
Cân nặng của anh ấy thì chắc là tầm trước sau 80 cân. Thế bây giờ tiếng Việt của mình đúng không? Tiếng Việt của mình rất là hay nói là trên dưới 80 cân. À đâu, 80 cân là trên dưới đúng không? Tiếng Việt là trên trên dưới, thế các trên bạn dưới điền luôn số 1. đến luôn số 1 đúng Mình không? bảo sai các bạn không đi. Thì chắc là số mỗi người vẫn nhất quyết không chọn số 2 đâu mọi người ạ. Nhưng mà nhớ đáp án câu này của chúng ta là gen gộ. Tên ngộ. Tiếng Việt mình là trên dưới 80 cân nhưng mà tiếng Nhật sẽ là trước sau 80 cân. Họ đo theo kiểu chiều ngang này này như kia, chứ bên Việt Nam lại đo theo chiều này nhá, chiều cao xuống thấp. Bên Nhật sẽ là trước sau nhá, cái bạn số đếm nhá, 1 2 4 5 6 7 10 đúng không? Đây là số 80 đúng không? Trước sau. Ok. Ok chưa nhỉ? Đây thôi nhá. Hay như vậy chúng ta đã qua được cũng Thôi cái để đấy. tương đối khá những cái câu gì nhỉ? Câu câu về phần từ vựng này đúng không? Đây đều là những cái câu mà nằm trong phần từ vựng bọn mình lấy của quyển sách của N3 khi mà cho các bạn học sinh của mình ôn thi đấy. Là những câu mà học sinh của mình sai khá nhiều. Nên là hy vọng rằng với những cái câu như thế này thì gì nhỉ? Cũng không biết là có vào được đề thi hay không nhưng mà Có kiểu gì cũng vào. Vào một câu mình rồi. hy vọng là nó sẽ vào tầm khoảng 15 đến 20 câu, 15 đến 20 câu thì được tầm 12 20 điểm cả. Trời Kinh nhá, ơi. mỗi câu này chỉ có một điểm thôi nhá, Thôi 20 điểm à? Wow, 15, wow 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 thế Thôi là đừng đừng nghe thầy Dũng nói chứ làm không gì 15 20 câu. Nhớ đâu được thì sao, thì cứ cá cho luôn đi, cá cứ cho là không được cá. đi, không cá. Đấy, thế thì rất là hy vọng rằng phần nào sẽ giúp ích được mọi người trong cái kỳ thi sắp tới nhá. Thì bọn mình buổi livestream hôm nay đến đây là hết, mặc dù có một vài lỗi kỹ thuật ví dụ như là về quá giờ thức giấc này hay cũng như là mạng lag này hay vân vân những vấn đề linh tinh, nhưng mà mọi người nhớ theo dõi lại ở trên fanpage của Dũng Mori để xem lại clip này nhá. Bye mọi người, được chưa? Từ từ nói thêm vài lời nữa. Để em nói đi. Em xin lỗi. Sắp tới thì sắp đến kỳ thi rồi đúng không? Mình hy vọng các bạn sẽ đạt được những điểm số cao và cầm về những tấm bằng N3, N2, N1. Ok? Vậy thì làm thế nào để thi tốt bây giờ? Trước hôm đi thi thì các bạn nhớ ăn uống thật là đầy đủ no nê, rồi thì ngủ sớm để có một cái tinh thần sảng khoái cho trước cái buổi thi của mình. Mình có một vài cái nhắc nhở đối với các bạn trong kỳ thi như thế này. Thứ nhất, bởi vì những cái này là học sinh của mình thường hay bị mắc mà, nên là mình nhắc lại để cho các bạn thi nhé. Thứ nhất là trong kỳ thi thì chúng ta phải tô tô có một cái tờ gì nhỉ? Tờ đáp án, các bạn tô thật là rõ vào, nhớ chưa? Rồi thì nhất phải tô rõ ràng. Thứ hai, tô không được tô hai hai gì nhỉ? Hai đáp án, nhớ chưa? Trong một hai câu đáp án của mình á, nó có bốn câu điền cả hai thì không được, nhớ nhá. Thứ ba đó là gì, khi mà làm đề thi á, thường thì các bạn sẽ giải dài bên này, cứ khoanh 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 tròn là xong này mới chuyển sang đây cho vào đáp án đúng không? Như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian mà hay bị nhầm. Thực tế các bạn thì mình cũng xem mấy thằng Nhật nó check check gì điện nước ga, tắt hết điện chưa chỉ tay vào, tắt ga chưa chỉ tay vào, tắt nước chỉ tay vào, nhớ đâu nó xảy ra cháy nổ thì nguy hiểm lắm đúng không? Các bạn thế các bạn phải chỉ vào nhớ nhá, nhớ đâu nó gì nhỉ, nó sai một cái là chết. Thế còn gì nữa nhỉ, điện còn gì nữa, trên lớp nhắc nhiều lắm mà. Đi thi với tinh thần của người chiến thắng. Đúng rồi. Những cái bạn nào á mà học á, học thật là nhiều á thì hãy gì nhỉ, tự tin, ok, đường đường chính chính đi thi thôi, cũng không phải áp lực quá nhiều làm gì cả. Vì chắc chắn chúng ta sẽ đỗ thôi. Đúng rồi. Những cái người nào mà ít học không phải học ít á thì mới lo, thật sự là như thế. Còn những người nào mà học nhiều chăm chỉ á thì không có vấn đề gì cả, mình đã học hết sức mình rồi. Ok. Cố gắng làm theo những điều mình nghĩ mà điền cho đáp án thật là đúng là được. Nhưng mà nhớ này, câu nào mà đã thấy chắc chắn mình phải đúng thì đừng có làm sai nhé. Đã gặp rồi đừng có cố gắng để sai thế à. Có một cái như thế này này, khi mà điểm số từ vựng của các bạn á cao á thì những điểm số sau bao giờ nó cũng kéo lên. Ok. Chẳng hạn như mình biết nhiều từ vựng á thì chuyển sang đọc hiểu thì chắc chắn mình sẽ hiểu được hơn khá là nhiều, và nghe thì mình cũng hiểu hơn khá là nhiều. Nên là trên lớp của mình á, trên trường của mình á, thì bao giờ cũng khuyến khích học sinh là phải học thật là nhiều từ vựng. Ok. Vì những cái này là những cái đơn giản nhất, từ vựng này hay là ngữ pháp này, những cái đơn giản nhất mà chúng ta có thể có được nó trong tay. Ok. Luôn luôn phải đạt được từ 50 điểm trở lên. 50 điểm trở lên. Thì những cái điểm số sau thì cũng đơn giản thôi đúng không? 25 điểm, 25 điểm hoặc 30 30 điểm. Đúng không? Không bị điểm liệt là kiểu gì cũng đỗ. 95 điểm quá là đơn giản. Đúng không? Nên là gì nhỉ? Trong vòng 2 hôm nữa thôi, nên là ở nhà cố gắng học thật là nhiều từ vựng, thật là nhiều chữ Hán, và cố gắng xem lại clip này một lần nữa
bởi vì trong clip này sẽ xuất hiện một vài từ trong kỳ thi lần này. 20 okay. từ. Ồ, hy vọng nó sẽ là tổng khoảng 20 từ. Ừ, 20 từ. Hy vọng như thế. Ừ. Ok. Hai. Hai. Giờ học của chúng ta đến đây là hết. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cho các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Okay.